还是来一个爱心？这是什么动作片啦？参与我自己非常荣幸，是因为我觉得他是关注到社会议题的。八哥爆料说，娘对他不是。我们都 no good no good no good。Yeah. She really hate me。你知道为什么吗？因为我们没有时间请他吃饭，都是因为我们的任务太重了，拍的都在 shooting。所以 no food no drink。这一次来台湾参与演出的心情如何？大家对你好不好呢？câu trả lời đầu tiên nhanh gọn trước đó là mọi người đối xử với Phát không có tốt, đặc biệt đó là nữ diễn viên chính. Đầu tiên cái vấn đề đơn giản để trả lời chính là tất cả đối với tôi không tốt, đặc biệt là nữ chủ giáo. Lại à, lại à, chúng ta cùng cùng bao lẻo. Anyway, lần đầu tiên khi mà Phát lúc này hỏi là 啊，开玩笑的，他很幽默，对吧？对，很皮啊，很皮耶。在现场常常就从哪个工作人员后面出现就。戳人家一下，那大家就啊！哎，打妹啦！学中文，他就说他会看 YouTube 上面，然后来唱一些中文歌。所以这么酷，那你现在来唱一个，他就开了一个卡拉，来开始唱《月亮代表我》。来，Music。Serious? Yes. Really? Oh, Vietnamese? Yes. Sing. Oh, 你要唱越南文 ？Okay. Sure. No, I speak. 你问。我爱你有多深，我爱你有几分，我的心也深，我的爱也深，月亮代表我的心。 Oh, that's it. Oh, I don't know how you can see. Bye.